Xin chào các con. Chào mừng các con đã quay trở lại với khóa học lớp 5 của trang web olm.vn. Các con thân mến, có một căn bệnh truyền nhiễm phổ biến xuất hiện theo mùa và nếu không có biện pháp điều trị kịp thời sẽ gây ra những biến chứng nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến tính mạng của người bệnh. Nó đã được ghi nhận từ thế kỷ 13, xuất hiện ở hơn 100 nước, với từ 50 đến 100 triệu ca mắc mỗi năm trên toàn cầu. Bệnh mà cô đang nói đến chính là sốt xuất huyết đấy. Vậy, để tìm hiểu về căn bệnh này cũng như cách phòng chống thì cô và các con cùng nhau đến với bài học ngày hôm nay nhé. Bài 13: Phòng bệnh sốt xuất huyết. Trước tiên, cô mời các con đọc các thông tin dưới đây. Bệnh sốt xuất huyết do một loại virus gây ra. Virus này sống trong máu người bệnh. Mũi vằn hút máu người bệnh rồi truyền virus sang cho người lành. Mũi vằn sống trong nhà, đốt người cả ban ngày và ban đêm. Bọ gậy mũi vằn sống ở các chum, vại, bể nước. Qua các thông tin vừa rồi, các con hãy trả lời câu hỏi: tác nhân gây ra bệnh sốt xuất huyết là gì? Chúc mừng các con đã trả lời đúng rồi đấy. Tác nhân gây ra bệnh sốt xuất huyết là một loại virus sống trong máu người. Giải thích một chút về virus thì chúng có kích thước rất nhỏ và không thể quan sát bằng mắt thường. Muốn nhìn thấy được virus, cần phải sử dụng kính hiển vi điện tử đấy. Ngoài ra, virus còn vô cùng đặc biệt vì chúng không thể tự sinh sản, tự trao đổi chất mà bắt buộc phải sống nhờ vào những loài khác, ví dụ như động vật hay thực vật. Nói một cách dễ hiểu hơn, nếu như virus sống một mình thì chúng sẽ không thể tồn tại được. Vừa rồi, các con đã xác định được tác nhân gây ra bệnh. Vậy, virus gây bệnh sốt xuất huyết có thể lây truyền từ người này sang người khác là nhờ đâu? Đúng rồi, chính là muỗi vằn đấy. Nó sẽ hút máu người bệnh rồi truyền virus sang cho người lành. Các con hãy cùng cô khám phá về loài muỗi này nhé. Trên đây là hình ảnh của muỗi vằn. Chúng có màu đen, thân và chân có những đốm trắng. Chúng có thể đốt người cả ban ngày và ban đêm đấy. Muỗi vằn thường sống ở trong nhà, cụ thể là các góc tối, quần áo, chăn màn, dây phơi hay các đồ dùng khác ở trong nhà. Loài vật này sẽ đẻ trứng ở những nơi nước đọng như ao, vũng nước hoặc các dụng cụ chứa nước sạch ở trong và xung quanh nhà như bể nước, chum, vại, các đồ vật hoặc đồ phế thải chứa nước như lọ hoa, lốp xe, vỏ dừa. Tiếp theo, cô mời các con quan sát hình ảnh sau và kể tên các triệu chứng của bệnh sốt xuất huyết. Đúng rồi, có thể kể ra một số triệu chứng của bệnh sốt xuất huyết như sốt cao, đau đầu, đau cơ, đau khớp, phát ban, nôn ói hay tiêu chảy. Ngoài ra, nặng hơn còn có thể gây liệt chân, tay hoặc liệt nửa người, sau đó bị hôn mê và dẫn đến tử vong chỉ trong vòng từ 3 đến 5 ngày mà thôi. Rất nguy hiểm phải không nào? Khi nghi ngờ bị sốt xuất huyết, chúng ta cần đến ngay cơ sở y tế để xét nghiệm. Nếu đúng thì cần điều trị theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ nhé. Hiện nay đã có vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết. Tuy nhiên, Việt Nam của chúng ta vẫn chưa sử dụng loại vaccine này bởi tính miễn dịch của vaccine phòng bệnh sốt xuất huyết chưa cao nên vẫn còn nhiều lo ngại về tính hiệu quả, an toàn khi triển khai tiêm chủng thực tiễn cho người dân. Với sự nguy hiểm như thế thì chúng ta cần làm gì để phòng bệnh sốt xuất huyết? Chính xác! Thứ nhất, cần phòng và diệt bọ gậy cũng như muỗi vằn trưởng thành thông qua những việc làm sau. Thay nước thường xuyên ở các lọ hoa, chậu cây cảnh có nước. Thả cá vàng vào bể cá, hồ cá, hòn non bộ để tiêu diệt bọ gậy. Che đậy lu nước, sâu nước, lật úp các dụng cụ chứa nước khi không sử dụng. Thu gom phế liệu
rạc thải thường xuyên, phun thuốc diệt muỗi. Đồng thời, chúng ta cũng cần thay đổi thói quen sinh hoạt, ví dụ như ngủ màn kể cả ban ngày, thoa dầu tràm hoặc kem chống muỗi. Đặc biệt, với người bị sốt xuất huyết, cần ngủ màn thường xuyên để tránh muỗi đốt và lây truyền cho những thành viên khác ở trong nhà. Như vậy, qua bài học này, các con cần ghi nhớ về tác nhân gây bệnh, loài vật truyền bệnh, sự nguy hiểm cũng như cách phòng bệnh sốt xuất huyết nhé. Cảm ơn các con đã chú ý theo dõi nội dung bài giảng. Hãy truy cập trang web olm.vn để luyện tập và tương tác trực tiếp với video bài giảng. Đừng quên ấn theo dõi kênh Học Trực Tuyến OLM nhé! Cô thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con trong những video tiếp theo!